Hypixel Studio. Hypixel Store, cửa hàng đồ chơi dành cho bé, mua ngay tại hypixelstore.com. Trời ơi, nhức đầu quá à. Hỏi khó vậy làm sao mà người ta trả lời cho được. Có chuyện gì dạ méo? Cậu đang gặp phải câu hỏi khó nào hả? Ừ, thì đang gặp phải một câu hỏi xoắn não làm tôi không biết phải làm sao. Cậu nói thử cho mình nghe đi, biết đâu mình có câu trả lời thì sao? Tự nhiên nãy nhỏ bạn trên lớp hỏi tôi là hoa tulip là biểu tượng của đất nước nào. Tôi còn chưa thấy hoa tulip ngoài đời bao giờ, thì làm sao mà tôi biết nó ở nước nào được chứ? À, trời đất ơi, mình tưởng chuyện gì khó. Thật ra, hoa tulip là một trong những biểu tượng đặc trưng của đất nước Hà Lan đó méo. Cái gì? Hà Lan á hả? Vậy còn cô gái Hà Lan có liên quan gì hay không? Trời ạ, cô gái Hà Lan là tên của một loại sữa thôi mà. Còn mình đang trả lời câu hỏi của cậu là hoa tulip chính là biểu tượng của đất nước Hà Lan. À, cậu nói dông dài quá làm tôi bấn loạn ngôn ngữ luôn à. Nhưng mà cái hoa này có ý nghĩa gì to lớn mà được mọi người coi là một biểu tượng của quốc gia luôn vậy? Cậu hỏi câu này rất hay luôn đó méo. Hoa tulip mang ý nghĩa chung cho sức mạnh, tình yêu hoàn hảo và sự giàu có. Loại hoa này có nhiều màu sắc và mỗi màu lại mang một ý nghĩa riêng biệt. Ủa? Vậy rồi hoa này có câu chuyện gì đặc biệt đằng sau đó không? Ví dụ như một sự tích gì đó chẳng hạn. Có đó nhà méo, lúc trước mình có sưu tầm được mẫu chuyện này để mình kể cho cậu nghe ha. Hà Lan còn có một tên gọi khác mà du khách ưu ái đặt cho, đó là đất nước ngàn hoa. Người dân Hà Lan luôn tự hào với những cảnh quan xinh đẹp và những vườn hoa tulip trải dài khắp những cánh đồng rộng lớn. Vậy có bao giờ chúng ta tự hỏi ý nghĩa của loài hoa tulip là gì hay không? Hãy cùng chúng tớ theo dõi câu chuyện sau đây nhé. Ngày xưa, tại một thung lũng trong núi Derastan ở Uzbekistan, có một người sống bằng nghề chăn cừu tên là Sabidan. Ông sống rất cực khổ vì đàn cừu ông chăn dắt không phải là của ông mà là của gã điền chủ độc ác Hamid. Sabidan có 7 cô con gái mắt đen huyền vô cùng xinh đẹp, trong đó cô Út là cô gái đẹp nhất, có tên gọi là Tulip. Đôi gò má của Tulip hồng đào và cặp mắt đen láy sáng rực như hai vì sao. Không một nàng công chúa nào có thể sánh được với vẻ đẹp của nàng. Một hôm, Tulip mang bữa ăn trưa đến cho cha. Đúng thời khắc ấy, điền chủ Hamid cưỡi ngựa đi ngang trông thấy Tulip. Gã liền dừng ngựa lại, nấp sau mấy bụi cây nhỏ, theo dõi từng động tác của nàng. Hamid rình mò, chờ đến khi cô gái thu dọn bát đĩa và về nhà thì xông ra túm lấy cô gái, đưa cô về dinh cơ của mình. Trời ơi, sao tên Hamid lại có thể độc ác như vậy? Thì hắn ta là điền chủ, nơi mà cha của Tulip làm thuê mà. Rồi không lẽ hắn ta nghĩ rằng làm điền chủ là muốn làm gì thì làm hả? Pháp luật ở đâu? Công lý ở đâu? Vào thời đại đó thì những ai nắm giữ nhiều tài sản trong tay thì là người có quyền mà méo. Đúng là bất công quá mà. Nhưng hắn ta cũng quá gian xảo rồi đó. Dám canh me lúc Tulip mất cảnh giác mà bắt cóc cô ấy. Và mình mật bí cho cậu biết là cha và các chị của Tulip không hề biết chuyện này nên không thể giải cứu cô ấy được. Trời ơi, sao mà éo le vậy nè. Nhưng mà vấn đề là tôi vẫn chưa hiểu cái tên điền chủ độc ác ấy bắt cóc Tulip về dinh cơ của mình để làm gì. Về chuyện này thì cậu có thể đoán nè. Theo đầu óc thông minh vô địch của tôi thì tôi nghĩ là chắc là hắn ta bắt cóc Tulip về để làm người hầu cho hắn ta, có đúng không? Cậu lại trả lời gần đúng rồi. Để mình kể tiếp phần tiếp theo ha. Gã nhốt Tulip vào một căn phòng kín. Ở đó đã có hàng trăm cô gái xinh đẹp đang dệt thảm. Suốt từ lúc mặt trời mọc cho đến tận hoàng hôn,
Tulip dầm mình trong công việc dệt thảm tẻ ngắt và mệt mỏi. Nỗi nhớ cha mẹ, nhớ quê hương làm Tulip vô cùng đau khổ. Cuối cùng nàng đưa ra một quyết định liều lĩnh, đó là bỏ trốn nơi này. Nhưng nàng đã thất vọng khi nhìn qua cửa sổ, vì dưới đất là vô số những mảnh vỡ thủy tinh mà Hamid đã cố ý bày ra để các nô lệ không thể bỏ trốn. Chuyện cứ tiếp diễn cho đến một hôm, Tulip nhìn thấy con bồ câu trắng của người chị cả, Fairyoda, đậu ngay bên cửa sổ. Cô vội vã cắt một mớ tóc rồi chuyển cho chú bồ câu đó. Khi nhận được tin của em út, Fairyoda đã tìm đến gặp bà lão tiên tri Turasun. Bà ta nói rằng sau hai đêm nữa, trước lúc trăng lên, chị em các ngươi phải lọt được vào dinh cơ của Hamid, nhưng nhất định là phải đi chân đất. Bàn chân các ngươi sẽ phải bị thương vì mảnh vỡ mà Hamid đã gài bẫy. Fairyoda đã làm tất cả những việc mà Turasun chỉ vẽ. Sau khi bị mảnh kính cứa nát bàn chân, sáu cô gái khẽ gọi Tulip. Tulip nhảy qua cửa sổ, mặc dù hai bàn chân bị thương đau nhói, nàng vẫn không dám kêu ca. Các chị, các bạn gái và những người đồng cảnh ngộ với nàng thấy vậy liền nhảy xuống theo Tulip để tìm lại sự tự do cho bản thân. Trời ơi là trời, sao mà những cô gái ấy lại khổ như vậy chứ? Tên Hamid này đúng là quá xấu xa rồi, tôi muốn quánh hắn một cái quá đi à. À không được, phải quánh hai cái mới đỡ tức. Nhưng mà cuối cùng thì sao những khổ cực mà Tulip và những cô gái đó đã chịu đựng thì họ cũng đã tìm thấy một con đường để giải thoát khỏi sự áp bức của Hamid. Nhưng mà tôi chỉ thắc mắc là họ có thể trốn thoát khỏi tên điền chủ đó hay không thôi. Tôi lo lắng cho hành trình chạy trốn của họ quá đi à. Lo lắng là đúng rồi, vì quãng đường tìm lại tự do của họ hoàn toàn không dễ dàng. Ủa, rồi rốt cục là đã xảy ra chuyện gì trên đường? Cậu mau kể cho tôi nghe đi. Các cô gái chạy toán loạn theo sườn núi. Các cô cứ men theo sườn núi đá còn phủ tuyết mà chạy, cho đến khi nghe rõ tiếng vó ngựa dồn dập vì Hamid đang đuổi theo họ. Các cô gái chạy trốn, dường như có gió giúp sức cho họ, nhưng Tulip đã bắt đầu đuối sức, dần dần nàng bị tụt lại phía sau. Ngựa của Hamid đã đến gần sau lưng nàng. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tulip đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là nàng không muốn sống một đời nô lệ. Và thế là Tulip đáng thương đã phải hy sinh mạng sống của mình dưới vó ngựa sắc nhọn của Hamid. Sáng hôm sau, từ chỗ của Tulip ngã xuống hy sinh, trên bãi tuyết trắng lạnh lẽo đó có những bông hoa đỏ bừng nở rực rỡ. Và những bông hoa mang tên nàng Tulip ra đời từ đó, góp phần thêm một vẻ đẹp quyến rũ cho đời, tạo nên một câu chuyện về sự tích hoa Tulip khiến hàng vạn người ngưỡng mộ. Tội nghiệp Tulip quá đi thôi, tôi không chịu kết cục này đâu. Nhưng mà chúng ta thật sự phải công nhận một điều là cô nàng Tulip đã vô cùng dũng cảm và quyết đoán khi đưa ra quyết định cuối cùng. Thương Tulip quá à. Bây giờ tôi mới thấy loài hoa này sao mà đẹp quá đi. Hoa Tulip tuy có bề ngoài mỏng manh nhưng nó lại không hề yếu đuối, cũng giống như cô nàng Tulip trong câu chuyện mình vừa kể. Tôi đồng ý với cậu. Với hình dáng vô cùng đơn giản, nhưng cảm giác mà hoa Tulip mang lại cho người nhìn là sự dễ chịu và cuốn hút. Về điểm này thì mình hoàn toàn đồng ý với cậu. Thôi, bây giờ tôi phải đi mua ngay một chậu Tulip về trồng liền mới được. Tôi đi đây, bye cậu. Ơ kìa, Mèo, đợi mình đi chung với. Cậu đi gì mà nhanh dữ vậy? Mèo!